Cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn rất là nhiều. Như lúc nãy Hoàng Dung và đòi về Long Nhật là tình yêu phải là ngọt ngào, phải yêu thương, phải hạnh phúc. Chứ còn mật đặng tình yêu, đau khổ, đệ bàn thì ai mà dám yêu. Một lần nữa để khẳng định trong tình yêu có đắng cay, có ngọt bùi, có hạnh phúc, có khổ đau. Chúng tôi dành đến quý vị ca khúc Một lần gian dở. Kính thưa quý vị, Một lần gian dở sẽ tiếp nối chương trình hôm nay với chủ nhân của chương trình hôm nay của chúng ta, Michael Lan. Cảm ơn quý vị. Xem như chẳng. Nếu gặp giữa đường mình cũng xem như